Rồi, chào các bạn trở lại với kênh Cần Thơ Ký Sự 065 của mình. Rồi, hôm nay trong những cái chuỗi review những thiết bị sàm sàm đó, bữa nay mình vô hồi trưa mình ghé chỗ ve chai thì mình nhặt được cái này các bạn ha, máy đếm tiền ha. Đó, đây mình review chơi chơi coi chơi máy đếm tiền này chắc của ngân hàng nào đang bán ra vậy, bán ve chai ha. À, ghim điện vào vẫn còn hoạt động được ha, hiệu gì đây, Baya Banknote Counter, máy đếm tiền rồi, khá nặng, coi vậy chứ nó nặng gần chục ký, ghim điện vào ha, máy đếm tiền. Vậy nên mình lên mạng mình tra cái thông số của cái máy này nó sao, nút bật ha. Đó, tắt thử bật lại coi. Cuốn ha. Hay. Cái này cái gì mình không biết nữa. Phút. Tupperware cái này cái gì không biết. Trung Quốc ha. Banknote counter đếm tiền. Trung Quốc tính ra hay. Đó. À, led hai mặt ha, đây cũng có led nè, anh nhìn nè. Nút này biết nút gì đây? Stop. Chạy S clear má có khe ha. Rồi lấy tiền bỏ lên nếm thử các bạn. Đây ha, không có tiền ha, lấy đỡ đây tờ mở cái này chạy nhanh quá ta, biết cái này chỉnh tốc độ làm sao đây, đây là số 2 nè ha, mở lại này tốc độ quá lẹ, à mình chưa để lên ấy là phản ứng, cái này như nó cảm ứng rồi, nó có không? À, nó có con mắt gì đây ha, à rồi thú vị ha, nó có con mắt đập hay nè, đụng như đây là nó kêu nè, mắt cảm ứng nha, mình cảm ứng để đây là nó đây chơi. Vẫn còn xài được ha. Cái gì đây? Tiếng Anh, tiếng U gì đây không biết. Chạy khá nhanh á, chỉnh tốc độ biết sao đây. Đó, nó cộng dồn hồi nãy mình đếm hai lần 4 à. Bấm ly thử coi. Đấy. À. Đếm lại. Rồi, bấm nút ly thử ha, ly. À, ly vậy không nè ha, thú vị ghê, máy đếm tiền bà con ơi,
Có mắt đọc ha. Đâu mình để tờ giấy thử ra điếm được không ta? Mình lấy cái tờ giấy A4 thử nha. Mình xé đại một tờ giấy mình làm thử các bạn. Đây ha, mình sẽ đại tờ giấy đây ha. Mình để đây thử coi. Rồi. Máy đếm tiền ve chai, lụm mà ve chai về các bạn. Nó còn gì nữa đây nữa không á? À cái này cái tay cầm, giật lên cho xuống. Rồi, chơi vậy đủ rồi các bạn ha. Wow. Chị khá mạnh đó. Lại coi. Rồi, điện xài 220 các bạn. Bài GA Bank note computer counter đếm tiền ngân hàng à, Trung Bắc hay quá. Cái này mình lụm trong ve chai về.